Công an huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra làm rõ bắt xử lý 5 đối tượng có hành vi mua bán ma túy, trả tiền qua thẻ, đưa từ thành phố Hồ Chí Minh về sử dụng. Sau một thời gian kiên trì theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, một tổ công tác của Công an huyện Ea Súp đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Long, trú ở thị trấn Ea Súp, đang tàng trữ một gói ma túy đá. Long khai nhận số ma túy này là do Võ Tuấn Quang, trú ở xã Chư Mật Lan, huyện Ea Súp, nhờ Long đặt mua từ một người không quen biết ở thành phố Hồ Chí Minh. Người đó giấu gói ma túy trong thùng mì tôm, rồi gửi xe khách đến huyện Ea Súp cho Long nhận, rồi thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Quang, tổ công tác phát hiện thêm hai đối tượng Đoàn Văn Thành ở tỉnh Thanh Hóa và Phạm Hồng Tân ở tỉnh Nghệ An đang tụ tập tại đây cùng sử dụng ma túy đá. Em có sử dụng ma túy trước đó tầm 3-4 tháng và hình thức mình gửi tiền qua thẻ cho người ta và người ta gửi xe khách về tận cho mình. Khi xe khách về đến nơi thì người ta sẽ điện mình ra liên lạc ra để mình ra nhận hàng. Khi nào mà mình có nhiều tiền thì mình mua nhiều, ít thì ta mua ít, về thì người ta sử dụng thôi. Là người ta sẽ gói vô những cái thùng gì đấy gọi là để qua mắt nhà xe, để cho nhà xe khỏi phải nghi ngờ. Hôm đó có gọi Long xuống nhà mua ma túy thì Long có đồng ý xuống nhà, thì có hỏi như vậy đồng ý giá tiền mà mua là 8.900.000 thì đưa cho Long, thì Long khi nào có hàng thì Long sẽ báo lại. Cái hại ma túy làm sức khỏe mình giảm dần đi và ảnh hưởng đến cuộc sống. Trẻ thì đừng nên dính vào ma túy đá, tránh xe ma túy. Nếu dính vào thì cuộc sống nó không được như bình thường. Cũng trong ngày, tổ công tác của Công an huyện Ea Súp còn phát hiện bắt quả tang đối tượng Lan Văn Lâm ở xã Ea Lốp đang tàng trữ gần 10 gam ma túy đá. Lâm khai nhận đã mua số ma túy này từ thành phố Hồ Chí Minh về để sử dụng. Thì trong thời gian qua thì lại sau khi chúng tôi đã bắt xử lý một số các đối tượng thì tình trạng ma túy là khan hiếm. Những đối tượng sử dụng ma túy là không có nguồn. Thì lại đối tượng là sử dụng trên không gian mạng xã hội đó, là để mua ma túy từ các nơi và gửi các nhà xe khách để đưa về ở huyện Ea Súp để rồi sử dụng và bán lại cho các con nghiện. Hiện Công an huyện Ea Súp đã khởi tố 3 đối tượng Long, Quang, Lâm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời đưa 2 đối tượng Thành và Tân đi cai nghiện bắt buộc.